Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hôm nay nhà mình tổ chức ăn tất niên nhé các bạn nhé. Đây là rượu cần. Đó. Cái này là rượu cần nhé. Đặc sản của người dân Tây Bắc. Đây. Đây là bình rượu, còn đây là nước. Nước này nước lọc nhé các bạn nhé. Đó. Thì tí nữa sẽ thi thố nhau. Đây nhé các bạn sẽ phải bốc thăm nhé, sẽ phải rút que. Ví dụ như đội ngắn, que ngắn thì đi với đội ngắn, còn đội que dài thì đi cùng với đội que dài. Sau đó sẽ thi nhau, ai uống được nhiều nhất thì người đấy sẽ thắng, còn ai uống ít nhất thì sẽ phải uống thêm, sẽ bị phạt. Kiểu như là thế, cái này kiểu như là nó kiểu như là trò chơi các bạn nhé. Thế nào? Dài quá à? Cái này là không thể nói không ấy rồi nha. Cái này rất là cân bằng, cân đối, bởi vì bốc thăm mà. Không có chuyện là ăn gian. Tìm được đội chưa? Điếu lắm. Giết trọng tài đi chăn đây. Bây giờ kiếm được đội rồi đấy các bạn nhé. Thay đôi chứ đâu có quen à. Này đội số 1. Hai bố con à. Điều xí con tao liều á. Sam con à bác cậu. À ba người à. À đội này ba người nhé. Đội này chơi đầu tiên này. Bắt đầu rồi đấy. Ô đi chân ăn đi ba hán niềng hả pé à xí pí khai má sau cái chít lôi ở mắt tố này nơ điếu đi chân đây chứ ghi hình với gì đó nè sao chứ chứ đấy chẹt ăn xuống pé lôi này lắm ơi. Đội này mạnh nhất mà. Phút ổn nắng chán khuôn mắt nắng phước. Rồi. Xong rồi, đội này đã hút xong. Xem được mấy cái. Một cái.
thằng hoặc cổn con sau sẽ phải hai cái. Mắt không nói được, mắt ăn mắt à, mắt quá cắt đi, mắt lỏng cái nào nằm mắt của bạn lụp luôn cơ, mắt ăn quá cắt đi, bốn cái. Nào mắt hả bỏ lại nữa. Ô cái này sẽ được 7 cái đấy. Qua wow, thế phải bé lắm. Bức lăng mình chứ bức lửa nó mình đỏ. Đây có phí tốn bé lắm. Tám tám đấy. Tám tám đôi này tám cái tám cốc. Cứ gọi là tám. Tám sừng. Tám sừng tám sừng. Rồi. Ba cơ diệt mình tay mít ăn con qua. Đội này 8 sừng. Đội nào nữa bây giờ? Bây giờ đội tiếp theo. Có 3 đội nhé các bạn nhé. Bây giờ đội thứ hai đang tiếp tục. Wow. Quay mà hiểu cũng phải đánh quay mời 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 đồng chí kia chết cứng rồi hay sao ấy vẫn đứng bỏ sang đậu rồi hoàn tất. Bây giờ để xem đội này có được 8 cái sừng trâu như vừa nãy không nhé. Một cái, nếu mà không được 8 cái thì sẽ thua nha các bạn nhé. Tham ít 5 xong. Có khi được 10 đấy. 10 à? Có khi được 10 à? 3. Ô, vô 10 quá. 3 cái rồi. Sữa đấy. Sữa đấy. Sữa. 5 cái rồi nhé. 5 mà 5 là kỷ niệm. Bố cái hàm đến 5 rồi đi. Mà hàm có khửn lý đâu. Có khửn. Nó không còn được mấy thằng tên gì đâu. 6 rồi. Hạ đấy. 8 mà khỏi 6 mà. 7. Bớ bú tiền. Ôi. Ngang nhau ngang nhau ngang nhau. Mấy năm nặng vô quá chăn chăn này nè hai bất cứ nó đỏ mất hai mét hai mét thôi gần 9 cái đấy đội vừa nãy cũng tràn ra như thế này 8 cái tràn ra mà 9 cái phun nó à đội này mạnh thôi đội này mạnh đấy. Rồi, bây giờ đội tiếp theo nhé các bạn nhé. Đây là đội thứ 3 nhé các bạn nhé. Trong nhóm có 3 đội. Đấy, bây giờ đội thứ 3 chuẩn bị. Đấy. Quay nó hát gì mà. Nhanh lên lúc này hát gì mà. Wow, đồng chí này quỳ xuống rồi. Trang ông ấy. Rượu cần tới Bắc các bạn ạ. Cuộc thi diễn ra rất là kịch liệt. Hướng cái bây kia là chú Trần chứ bất liều thế mà vừa là vắn hình ảnh. Thế chôn thế. Đi hướng đấy. Mấy cái lo nam muốn ngon này. Hà xong, hà xí sang. Hà xong bố lo. Xong lo. Rồi, kết thúc cuộc thi. Mất bọt lọt quá, mất chứng khuyên. Bé đó, nghe em xuống mở. Đôi đầu tiên chết niềng mà xin đi. Nó hôn mất ăn. Hà xí chết quá. Một cái. Cái hai cái sao sao cái sao cái sao cái sao cái sao
mà xưa này hạt to điều mít nó mình ham cả chỉ kín xưa cả xin rồi năm mình ham mít đâu bao nhiêu chú lại năm sẽ đâu quá và sau ba sam ship ba năm mình bị tọt tượng có rồi ba ca chứ hạt cho nó là sam ship dài đấy nè hổ sam ship dài chết ôi càng bán thùng nó bán cái tài vô chứ lại cầu cầu chân này cái này nữa mình thả lẩu im lại cũng không có đủ kín nữa. À, đội hai đội cuối hai đội sau này bằng nhau đấy. Đội đầu tiên có vẻ yếu. Đội này khỏe hơn. Đội này khỏe hơn. Đội này khỏe hơn, đẹp hơn. Đấy nhá các bạn nhé, nó không bị tràn ra ngoài nhé. Đội đầu tiên thì 8 cái nhưng mà vẫn bị tràn ra, còn đội thứ hai thì là 9 nhưng mà cũng bị tràn nhẹ. Còn đội này thì 9 cái. Zin đẹp. Ừ. Đây đội chủ nhà nhé các bạn nhé. Đội chủ nhà. Bây giờ đội nào thua sẽ phải ấy nhé, sẽ phải uống tiếp. Đội đầu tiên phải uống mà. Đội đầu tiên phải uống tiếp mà. Bởi vì đội thứ hai cũng uống. Đội thứ hai cũng uống à? À cái kia vẫn bị phạt à? Bị phạt chứ. Tứ mà đi mà chán ra lên đâu. Ờ. Chán lại hén cái nồi thật đấy. Vẫn chán ó nồi nưng tê có phiền không? Đấy, đồng chí này đang bị phạt này. Lõm hết cả má vào rồi. Đồng chí tiếp theo. Đội đầu tiên mỗi người sẽ phải uống mất đong một cái sừng trâu kia nhé các bạn nhé. Thế là bị phạt. Uống thêm. Phải hứa đâu. Mình cứ tưởng đội này sẽ thắng nhưng mà đội này thành ra lại thua. Cái này đang uống phạt nha các bạn nhé. Đồng chí này tuy đẹp trai nhưng mà uống kém quá các bạn ạ. bây giờ phải uống thêm cái mức phạt. Đây là những thành viên bị phạt đấy các bạn nhé. Đấy, uống kém. Thành viên thua rượu. Có nghĩa là cái lực hút của các bạn ấy không được mạnh cho lắm, cho nên bây giờ phải uống thêm. Cái này là muốn uống nhiều cho nên là cứ giả vờ làm thế thôi đấy. Đây nhé các bạn nhé, sau khi thi thố ở bên rượu cần kia xong thì mọi người sẽ lại trở lại với cái mâm rượu như lúc ban đầu để đội thắng kia. Đội thắng ngồi đầu mâm rồi đấy các bạn nhé. Đội chủ nhà đá tại sân nhà nhé. Đội này hôm nay đá tại sân nhà thế là đội chủ nhà thắng. Bây giờ mọi người sẽ quay lại để ăn cơm, nói chuyện, uống rượu khác nữa. Đây nhé các bạn nhé, bây giờ sẽ chuyển sang hiệp 2 nhé. Thì hiệp 2 thì sẽ có 4 đội, mỗi đội chỉ có 2 người thôi. Đấy, bây giờ đang bốc thăm này. Gặp nhau rồi. Tiếp. Chiến tiếp. Kinh ché sao mà vẫn chưa có lụ.
Đây nhé các bạn nhé, đội thắng, đội chủ nhà vừa nãy thắng rồi, bây giờ chơi hiệp 2. Bài lọc quá. 2, 3. Bắt đầu. Lần này bao nhiêu giây? Ship hà giây. Mua hai cái này chào cho chú đây. Bây giờ bơi. Sao giây? Sao hả giây? Hết hiệp. Nớ có kìm lẩy, tay vớ ba. Nhưng kìm lẩy quá mất. Một cái rồi. Khâu này xí khâu ba rồi. Đúng rồi, ẩu sẵn kìm phạch. Cuốn xong khâu quá. Ố, còn chứ này hả đấy. Này hốc đấy. Hả hốc à ba? Ố, ăn xù hén hình nữa nè. Sáng. À sáng phải kìm che thế bằng chứ bớt ngay tới rồi nè. Hốt ăn tép ơi. Hốt nhắn chăn nhìn mà. Tỏ hát thó nó, hốt con tỏ hát thó nó po kiểu. Ờ, tỏ hát thó. Đấy. Sáu cái đẹp. Đừng có ó sang đồ chăn nhìn đâu. Má, anh đẹp không tiền phá. Chăn hà ba. Nớ có kìm lẩy, tay vớ ba. Nhưng kìm lẩy quá mất. Một cái rồi. Khâu này xí khâu ba rồi. Đúng rồi, ẩu sẵn kìm phạch. Cuốn xong khâu quá. Ố, còn chứ này hà đấy. Này hốc đấy. Hà hốc à ba? Ố, ăn xù hén hình nữa nè. Sáng. À sáng phải kìm che thế bằng chứ bớt ngay tới rồi nè. Hốt ăn tép ơi. Hốt nhắn chăn nhìn mà. Tỏ hát thó nó, hốt con tỏ hát thó nó po kiểu. Ờ, tỏ hát thó. Đấy. Sáu cái đẹp. Đừng có ó sang đồ chăn nhìn đâu. Má, anh đẹp không dạy tiền phá. Chăn hà ba. Cái này đội thứ hai nhé các bạn nhé, đội trẻ. À, lúc nãy thì đội già rồi, thì bây giờ chuyển sang đội trẻ. Nào được chưa? Được chưa? Để bắt đầu nào. 2, 3 thì bắt đầu nhé. Được chưa? 2, 3, 4, 5. Vô. Bấm giờ rồi nhé. Mười lăm giây rồi nhé. Hai mươi. Hai mươi lăm. Bây giờ xem đội này được bao nhiêu. To cần. Hai cái ngang nhau thôi, quá nhìn được. Xí. Đây là miệng đấy. Miệng. Đội này thua là cái chắc. Đội trẻ thua đội già rồi. Rồi, xin lỗi. Đội trẻ thua. Thanh niên này lúc nào cũng thua. Bây giờ là phải bị phạt tiếp. Chán chưa? Nào. UTV à? Ừ.
Rồi. Đây nha các bạn nhé, vừa nãy thì là đội trẻ rồi, bây giờ đội chung chung. Bốn đội mà. Còn một đội nữa. Bắt đầu rồi nhé. Ôi, cái này hạ ăn thôi thôi xuống này. Đội này chỉ được 5 cái thôi. Chí đó đó. Đội này ấy rồi, đội này thua rồi, thua mạnh rồi. Từ từ. Đây là đội tiếp theo nhá. Đội thứ tư. Bấm đi, bấm chuông. Lúc tẩy ảo chuyện ngay kín năm ngã là ừ. Lôi cả. Lúc tắm lúc ấy. Xe. Có khăn cướm chưa đó. Bù là anh trai. Sắn cắt tổ cá mò. Cái lầu là xí hả thầy. Bơi. Hóa cứu vật gì nên. Sao thầy. Sao hả thầy. Em có giọng cứ rồi. Thôi nhì nhì. Thôi xem đội này. Đội này thua, đội này thua. Không thua vẫn chưa chán mà. Đây là đội trẻ nhé các bạn nhé. Đội trẻ mới mới đến. Anh này đi từ Úc. Úc sang nhé. Đây. Tóc trắng bạc hết rồi. Người nước ngoài nhé các bạn nhé. Điều này chăn thế, điều xuống rồi. Bước chú mới. Nắng nói mà. Điều bắt. Lên phá. Rồi. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nhé các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.